Thưa quý vị, Trịnh Công Sơn là một trong những nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Đến nay, tên tuổi và những ca khúc của ông vẫn còn sống mãi với thời gian. Những câu chuyện về ông, một con người của quê hương Thừa Thiên Huế vẫn luôn được nhắc nhớ, cả trong giới văn nghệ sĩ lẫn công chúng. Hãy cùng chúng tôi tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa này qua phóng sự sau đây. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Dọi suốt trăm năm một cõi đi về. Vậy là tròn 22 năm, nhạc sĩ tài hoa, người con của xứ Huế rời cõi tạm. Thế nhưng những âm vọng, những giai điệu du dương của các ca khúc gắn liền với tên tuổi của Trịnh Công Sơn vẫn vang vọng ngay trong chính không gian từng là chốn đi về của vị nhạc sĩ họ Trịnh. Chúng tôi ghé gặp Trịnh vào một buổi chiều cuối tháng 3. Vẫn cái không gian có phần xưa cũ ấy, vẫn cái gạc xếp cùng những kỷ vật đã nhuộm màu thời gian, nơi mà Trịnh Công Sơn đã cho ra đời những ca khúc bất hủ như Diệm Xưa, Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Âm hưởng của Trịnh, những triết lý trong âm nhạc của ông vẫn được các thế hệ người Huế sau này tiếp nhận và coi đó là một phần trong tâm thức hiền sinh của họ. Ngay trong ngôi nhà này thì hầu hết những người khách đến đây đều có cảm xúc như có một cái bóng dáng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn ẩn hiện đâu đó, và họ rất xúc động. Họ đã thể hiện rất nhiều qua những cái lưu bút, họ viết lại những cái cảm xúc họ tài gạt trên những cái triết lý của ông, ví dụ như thời gian, thân phận và con người và tình yêu cũng như cái chết, thì những cái đó không bao giờ thoát khỏi được cái cuộc sống của nhân loại này. Do đó nhạc Trịnh Công Sơn là như một phần của cuộc sống mọi người trên toàn cầu chứ không phải ở trong đất nước Việt Nam. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từng nói, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã bước một chân vào vĩnh cửu. Đó là mong ước lớn nhất của một người nghệ sĩ. Đúng vậy, âm nhạc Trịnh Công Sơn đi vào lòng người một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, giống như chính cá tính của vị cổ nhạc sĩ này. Không khí tại ngôi nhà năm xưa của ông cũng yên tĩnh và trầm lặng như thế, nhưng để lại trong lòng người những suy tư, những hoài niệm khôn nguôi về tình yêu, về cuộc sống. Bản chất người em là thích cái sự gọi là cái yên tĩnh, nhẹ nhàng trong cái nhạc Trịnh này, là em mới tìm đến đây để trải nghiệm này. Nhạc của bác dù đã qua một thời gian dài rồi nhưng mà nó vẫn tồn tại mãi với thời gian. Mấy cái nhạc hiện đại hiện nay thì có thể là họ tạm thời thôi, nhưng nhạc của bác là thì cứ tồn tại mãi mãi. Hai mươi hai năm sau ngày vị nhạc sĩ tài hoa về với cõi vĩnh hằng, giữa guồng quay hối hả của thời cuộc, âm nhạc của ông vẫn hiện diện, sống khỏe khoắn, bền bỉ cùng thời gian. Hình bóng của Trịnh, những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng cùng thế giới quan, nhân sinh quan của ông vẫn âm ỉ vang vọng trong tâm thức của mọi người. Nhạc của Trịnh Công Sơn thì cho em một cảm giác gọi là bình yên. Nó gợi về một cái ký ức gì đó về ngày xưa. Để lại cho đời hơn 600 ca khúc, nhạc của ông đơn giản mà thâm trầm, để nổi ai cũng có thể thuộc, ai cũng có thể hát. Nó như chính cái cá tính sôi nổi và trầm ngâm, kín đáo nhưng gần gũi của ông vậy. Để rồi, sau 22 năm rời cõi tạm, hình ảnh của ông vẫn hiện diện
như lần đầu gặp lại. 35 tác phẩm do nhiếp ảnh gia Dương Minh Long thực hiện và lưu giữ trong 30 năm qua, ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và lần đầu gặp lại là một món quà mà nhiếp ảnh gia này mong muốn mang đến cho người dân Huế những khoảnh khắc gần gũi, đời thường của vị nhạc sĩ họ Trịnh. Về con người anh Sơn thì tôi thấy anh ấy rất là nhẹ nhàng, anh ấy rất là hiền. Thế và hai là anh ấy lại là người rất mê nhiếp ảnh, rất mê nhiếp ảnh. Thế và khi mà tôi có bất cứ một cái đề nghị nào cho một cái buổi chụp ảnh hay là cho một cái khoảnh khắc nào đó chụp ấy, thì anh ấy đều chiều theo cái ý mong muốn của tôi. Và không bao giờ anh cảm thấy thôi anh không chụp đâu, hoặc là anh không muốn, lúc nào anh cũng đồng ý. Và kể cả lúc mà tôi đề nghị rằng là cái áo này anh mặc em hôm nay em chưa ưng lắm, em muốn anh thay được không, anh cũng đồng ý thay 2-3 lần chẳng hạn như vậy. Hơn 2 thập kỷ trôi qua, nhắc đến Trịnh Công Sơn, giới yêu nhạc nói chung và người dân Huế nói riêng vẫn nghiêng mình kính cẩn trước những di sản tinh thần vô giá mà ông đã để lại. Để rồi những con đường, những không gian văn hóa mang tên vị nhạc sĩ tài hoa này sẽ và được dựng lên như là chốn đi về gặp gỡ của nhạc sĩ và người ở lại. Và mỗi ngày, những tình khúc bất hủ ấy lại được dịp ngân vang giữa lòng đất cổ đô, nói thay bao người những ý niệm tốt đẹp về lẽ sống của cuộc đời.